Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán 5 năm. Các em ở sách và bài tập của môn toán 5 năm, bài 65, chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, vân vân. Thì để thực hiện phép chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, vân vân. Thì các em sẽ đếm xem ở số chia đằng sau chữ số 1 có bao nhiêu chữ số 0. Thì các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân đó sang bên trái bấy nhiêu chữ số. Ví dụ khi chia một số thập phân cho 10, số 10 ở đằng sau chữ số 1 có một chữ số 0. Như vậy các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một chữ số. Khi chia một số thập phân cho 100, số 100 ở đằng sau chữ số 1 có hai chữ số 0. Như vậy các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái hai chữ số. Khi chia một số thập phân cho 1000, số 1000 ở đằng sau chữ số 1 có ba chữ số 0. Như vậy các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái ba chữ số. Tương tự, khi chia một số thập phân cho 10000, số 10000 ở đằng sau chữ số 1 có bốn chữ số 0. Như vậy các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái bốn chữ số. Thì đầu tiên các em sẽ làm bài tập số 1 tính nhẩm. Câu A, 27,4 chia cho 10 bằng bao nhiêu? Ở đây số 10 đằng sau chữ số 1 có một chữ số 0. Như vậy các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số 27,4 sang bên trái một chữ số. Thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 7. Như vậy kết quả sẽ bằng 2,74. Các em lưu ý, khi dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một chữ số thì phần nguyên phải có ít nhất là hai chữ số. Ở đây phần nguyên đã có hai chữ số, cho nên các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số. Nếu phần nguyên mà có một chữ số thì các em cần phải thêm một chữ số 0 vào bên trái phần nguyên trước khi dịch chuyển. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 8,5 chia cho 10 bằng bao nhiêu? Ở đây, để thực hiện phép chia 8,5 chia cho 10, các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân 8,5 sang bên trái một chữ số. Ở đây phần nguyên chỉ có một chữ số, cho nên trước khi dịch chuyển, các em cần phải thêm một chữ số 0 vào bên trái phần nguyên. Thì như vậy, khi dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân 8,5 sang bên trái một chữ số, lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 8. Như vậy kết quả sẽ bằng 0,85. Sang câu B, các em thực hiện phép tính 145,3 chia cho 100 bằng bao nhiêu? Ở đây số 100 đằng sau chữ số 1 có hai chữ số 0. Như vậy để thực hiện phép chia, các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái hai chữ số. Thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 4. Như vậy kết quả sẽ bằng 1,453. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 90,36 chia cho 100 bằng bao nhiêu? Tương tự như phép tính trên, các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân 90,36 sang bên trái hai chữ số. Thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 9. Khi dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái hai chữ số thì phần nguyên phải có ít nhất là ba chữ số, nhưng ở đây phần nguyên chỉ có hai chữ số, do đó các em cần phải thêm một chữ số 0 vào đằng trước phần nguyên, tức là vào bên trái phần nguyên trước khi các em dịch chuyển dấu phẩy. Thì như vậy kết quả sẽ bằng 0,9036. Các em lưu ý một điều rằng số chữ số của phần nguyên phải lớn hơn số chữ số mà chúng ta cần dịch chuyển ít nhất là một chữ số. Tiếp theo các em sang câu C, 6,09 chia cho 10 bằng bao nhiêu? Thì để thực hiện phép chia 6,09 chia cho 10, các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân 6,09 sang bên trái một chữ số. Ở đây số chữ số mà các em muốn dịch chuyển là một chữ số. Số chữ số của phần nguyên là một chữ số. Như vậy
Trước khi dịch chuyển, các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên trái chữ số 6, tức là vào bên trái phần nguyên. Thì như vậy, khi dịch chuyển dấu phẩy sang bên trái một chữ số, lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 6. Như vậy kết quả sẽ bằng 0,609. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 0,23 chia cho 10 bằng bao nhiêu. Ở đây, để thực hiện phép chia, các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số 0,23 sang bên trái một chữ số. Phần nguyên chỉ có một chữ số, vì vậy các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên trái phần nguyên trước khi các em di chuyển. Thì khi di chuyển dấu phẩy của số thập phân 0,23 sang bên trái một chữ số, lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 0. Như vậy kết quả sẽ bằng 0,023. Câu D, 17,35 chia cho 1.000 bằng bao nhiêu? Ở đây số 1.000 đằng sau chữ số 1 có 3 chữ số 0. Như vậy các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 3 chữ số. Ở đây phần nguyên chỉ có 2 chữ số, như vậy các em sẽ thêm 2 chữ số 0 vào đằng trước chữ số 1 trước khi các em di chuyển. Như vậy khi di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 3 chữ số thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 0. Như vậy kết quả sẽ bằng 0,01735. Tiếp theo, các em thực hiện phép tính 863,2 chia cho 1.000 bằng bao nhiêu? Ở đây số 1.000 đằng sau chữ số 1 có 3 chữ số 0, cho nên các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 3 chữ số. Thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 8. Ở đây phần nguyên chỉ có 3 chữ số. Như vậy, trước khi di chuyển các em cần phải thêm một chữ số 0 và đằng trước chữ số 8. Như vậy các em sẽ có kết quả là 0,8632. Sang bài tập số 2, tính nhẩm rồi so sánh kết quả theo mẫu. Ở đây chúng ta có mẫu như sau: 32,1 chia cho 10 và 32,1 nhân với 0,1. Ở đây để thực hiện phép chia, 32,1 chia cho 10, các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một chữ số, thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 2. Như vậy kết quả sẽ bằng 3,21. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 32,1 nhân với 0,1. Thì để thực hiện phép nhân giữa một số thập phân với số 0,1, các em cũng chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một chữ số, thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 2. Và các em sẽ có kết quả là 3,21. Như vậy, khi thực hiện phép tính 32,1 chia 10 và 32,1 nhân với 0,1 thì các em thu được một kết quả là 3,21. Câu A, các em thực hiện phép tính 4,9 chia 10 và 4,9 nhân với 0,1. 4,9 chia cho 10 thì các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số 4,9 sang bên trái một chữ số. Thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 4. Ở đây phần nguyên của số 4,9 chỉ có một chữ số, cho nên các em sẽ thêm một chữ số 0 vào đằng trước chữ số 4 trước khi các em di chuyển. Như vậy kết quả sẽ bằng 0,49. Tiếp theo các em thực hiện phép nhân 4,9 nhân với 0,1. Thì ở đây để thực hiện phép nhân này, các em cũng chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số 4,9 sang bên trái một chữ số. Thì tương tự như phép tính trước, các em sẽ có kết quả là 0,49. Sang câu B, các em thực hiện phép tính 246,8 chia cho 100 và 246,8 nhân với 0,01. Ở đây số 100 đằng sau chữ số 1 có 2 chữ số 0, cho nên các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 2 chữ số, thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 4. Như vậy kết quả sẽ bằng 2,468. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 246,8 nhân với 0,01 bằng bao nhiêu? Ở đây để thực hiện phép nhân 246,8 nhân với 0,01, các em cũng chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 2 chữ số, thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 4. Như vậy kết quả sẽ bằng 2,468. Như vậy qua hai phép tính, các em thu được cùng một kết quả là 2,468.
Tiếp theo các em sang câu C, 67,5 chia cho 100 và 67,5 nhân với 0,01. Thì đầu tiên các em thực hiện phép tính 67,5 chia 100. Ở đây số 100 đằng sau chữ số 1 có 2 chữ số 0, cho nên các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 2 chữ số, thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 6. Ở đây phần nguyên chỉ có 2 chữ số, cho nên trước khi di chuyển các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên trái chữ số 6, thì như vậy kết quả sẽ bằng 0,675. Tiếp theo các em thực hiện phép tính 67,5 nhân với 0,01. Ở đây để thực hiện phép tính này thì các em cũng chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 2 chữ số, thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 6, và trước khi di chuyển các em sẽ thêm một chữ số 0 vào bên trái chữ số 6, thì như vậy kết quả sẽ là 0,675. Thì qua hai phép tính các em thu được cùng một kết quả là 0,675. Tiếp theo các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một kho gạo có 246,7 tấn gạo. Người ta chuyển thêm vào kho một số gạo bằng 1/10 số gạo hiện có trong kho. Hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả là bao nhiêu kg gạo. Các em nhớ người ta hỏi là bao nhiêu kg gạo chứ không phải là bao nhiêu tấn gạo. Thì như vậy dựa vào nội dung của bài toán, chúng ta sẽ phân tích cách giải bài toán như sau. Trong kho có 246,7 tấn gạo. Người ta chuyển thêm vào kho một số gạo bằng 1/10 số gạo hiện có trong kho. Tức là sẽ cộng thêm 1/10 của 246,7 tấn gạo. Thì như vậy các em sẽ lấy 246,7 tấn gạo nhân với 1/10. Thì 246,7 nhân với 1/10. 1/10 các em sẽ viết dưới dạng số thập phân là 0,1. Thì như vậy 246,7 nhân với 0,1 thì các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái một chữ số, thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 6, như vậy kết quả sẽ bằng 24,67. Do đó sau khi chuyển trong kho có số gạo ban đầu là 246,7 cộng thêm 1/10 số gạo ban đầu, tức là cộng thêm 24,67, thì các em sẽ được kết quả là 271,37 tấn gạo. 271,37 tấn gạo. Ở đây người ta hỏi sau khi chuyển trong kho có tất cả là bao nhiêu kg gạo, cho nên các em sẽ đổi 271,37 tấn gạo ra số đo có đơn vị đo là kg. Ở đây 1 tấn bằng 1.000 kg. Như vậy 271,37 tấn gạo sẽ bằng 271,37 nhân với 1.000, và chúng ta sẽ có kết quả bằng, ở đây nhân với 1.000 thì các em sẽ dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên phải 3 chữ số. Thì các em thấy ở phần thập phân của số thập phân chỉ có 2 chữ số. Như vậy trước khi dịch chuyển các em sẽ thêm một chữ số 0 và đằng sau chữ số 7 để cho phần thập phân có đủ 3 chữ số. Thì lúc này các em sẽ được kết quả là 271.370 kg. Như vậy sau khi phân tích bài toán thì các em sẽ giải bài toán này như sau. Đầu tiên, chúng ta có số gạo đã chuyển đến kho là, các em lấy số gạo lúc đầu có trong kho là 246,7 tấn nhân với 1/10 thì các em được kết quả bằng 24,67 tấn. Tiếp theo, sau khi chuyển trong kho có tất cả số gạo là, các em lấy số gạo trong kho lúc đầu là 246,7 tấn cộng với số gạo được chuyển đến là 24,67 tấn thì các em sẽ được kết quả bằng 271,37 tấn. Sau đó các em đổi 271,37 tấn ra số đo có đơn vị đo là kg, thì 1 tấn bằng 1.000 kg. Như vậy 271,37 tấn sẽ bằng 271,37 nhân với 1.000 thì các em sẽ được kết quả bằng 271.370 kg. Như vậy các em sẽ có đáp số là 271.370 kg. Tiếp tục các em sang bài tập số 4. Bài tập số 4 tính 2.242,82 chia 100 cộng với 37.411,8 chia 1.000.
bằng bao nhiêu. Thì đầu tiên các em sẽ thực hiện phép chia trước, tức là các em lấy 2242,82 chia cho 100. Sau đó các em sẽ lấy 37.411,8 chia cho 1.000. Được kết quả bao nhiêu? Các em sẽ cộng hai kết quả lại với nhau. Thì 2242,82 chia cho 100. Số 100 đằng sau chữ số 1 có hai chữ số 0. Cho nên các em chỉ việc dịch chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái hai chữ số. Thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 4. Như vậy kết quả sẽ bằng 22,4282. Tiếp theo các em thực hiện phép chia. 37.411,8 chia cho 1.000. Số 1.000 đằng sau chữ số 1 có 3 chữ số 0. Như vậy các em chỉ việc di chuyển dấu phẩy của số thập phân sang bên trái 3 chữ số. Thì lúc này dấu phẩy sẽ đứng ở đằng trước chữ số 4. Như vậy kết quả sẽ bằng 37,4118. Bây giờ các em sẽ cộng hai kết quả lại với nhau. Ở đây sau khi thực hiện phép tính, 22,4282 cộng với 37,4118, các em sẽ được kết quả bằng 59,84. Thì như vậy bài tập số 4 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp.